Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chứng nhân. Khi thánh nữ Anne bị bắt giam trong ngục, đám lý hình dùng mọi cách làm ngài khiếp đảm sợ hãi mà bỏ đạo, nhưng không thành công. Đe dọa không xong, chúng bèn dùng những lời nói ngon ngọt để thuyết phục và quyến rũ. Trước những lời đường mật này, thánh nhân nói: Tôi chỉ yêu mến một mình Chúa Kitô mà thôi. Cuối cùng, thánh nhân đã lãnh triệu thiên tử đạo và được Thiên Chúa ban thưởng vinh phúc nước trời. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục củng cố lòng tin và niềm hy vọng cho các môn đệ. Người khẳng định rằng nếu người môn đệ trung thành theo Chúa đến cùng, họ sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu ai can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu, nhiệt thành ra đi rao giảng tin mừng và kiên tâm chịu đau khổ vì người, thì chính người sẽ bào chữa, biện hộ và tuyên bố nhận người ấy trước mặt Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn sức mạnh giúp chúng con biết kiên trung theo Chúa và làm chứng cho Ngài trong suốt cuộc đời. Amen.